Tiếp tục với một nội dung đáng chú ý, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương xảy ra ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội vào rạng sáng nay 21 tháng 4. Theo Công an Hà Nội, vụ hỏa hoạn khiến 5 người trong một gia đình tử vong, trong đó 4 người chết tại hiện trường và 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu. Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy bao gồm người già và trẻ nhỏ. Trước đó, vào khoảng 1 giờ 13 phút cùng ngày, cơ quan công an nhận được tin báo cháy tại nhà số 116B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà 3 tầng, ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 rồi cháy lan lên các tầng trên. Cũng trong ngày hôm qua 20 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt, Công ty Cổ phần Lewis Holding, Công ty Cổ phần Lewis Capital, Công ty Cổ phần Lewis Land và các đơn vị liên quan. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt đối với 4 cá nhân về tội thao túng thị trường chứng khoán, gồm Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Cổ phần Lewis Holding, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lewis Capital, Công ty Cổ phần Lewis Land, Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Lewis Holding, Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt, Lê Thị Thùy Liên, Nhân viên Dịch vụ Tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt. Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định trong thời gian từ ngày 4 tháng 1 năm 2021 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lewis Holding đã thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán, thực hiện mua bán và lôi kéo người khác mua bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Lewis Capital, mã TGG, Công ty Cổ phần Lewis Land mã BII và các mã chứng khoán khác trái quy định của pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 vừa qua và đã được triển khai trên diện rộng ở một số địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng cũng như sức khỏe của trẻ, công tác giám sát theo dõi sau tiêm đối với các bé cần được đặc biệt chú ý. Trong đó, sự giám sát của nhà trường và gia đình là điều hết sức quan trọng. Là một trong những trường tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên cho trẻ dưới 12 tuổi của Hà Nội, trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Hà Đông đã thực hiện quy trình tiêm và theo dõi sát trẻ sau tiêm rất chặt chẽ. Ngoài việc phối hợp với phụ huynh theo dõi sức khỏe cho trẻ tại nhà, nhà trường cũng đã có sự thay đổi trong các tiết học, nhất là tiết học giáo dục thể chất. Theo cái sự chỉ đạo của y tế thì những cháu nào mà tiêm thì sau cái ngày hôm nay là ngày nghỉ thì đến ngày thứ hai nếu như các con khỏe mạnh thì các con đến trường. Thế còn nếu như các con cảm thấy rằng sức khỏe vẫn còn chưa được khỏe tốt lắm thì các con nghỉ. Thế còn những cái cháu mà đến được trường thì chúng tôi sẽ giao cho giáo viên chủ nhiệm và nhắc nhở các con rằng trong vòng 3 ngày từ khi các con tiêm thì các cái giờ thể dục thì các con có thể ở lại trên lớp. Theo khuyến cáo tiêm chủng đối với nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi, sau tiêm, việc vận động thể lực là điều tối kỵ đối với các bé vì sẽ dễ kích thích các phản ứng bất lợi như khó thở, tim đập nhanh, dễ nhầm lẫn với các phản ứng tai biến sau tiêm nếu có. Do đó, các nhà trường cần phải trì hoãn các tiết học thể dục cho trẻ trong 3 ngày đầu sau tiêm. Trẻ sau khi tiêm thì để tránh những cái vận động về mặt thể lực. Bởi vì là một trong những dấu hiệu mà có thể gặp những cái phản ứng sau tiêm là những cái biểu hiện về tăng nhịp tim, về khó thở hay là đau tức ngực, là những cái biểu hiện, những phản ứng mà có thể cảnh báo những phản ứng nặng. Thế thì nếu mà trẻ mà vận động thể lực đôi khi chúng ta sẽ bị lu mờ hoặc là bị nhầm lẫn với những dấu hiệu phản ứng sau tiêm. Thế chính vì thế nên là thông thường thì từ 3 ngày đến một tuần sau tiêm thì cho trẻ nghỉ ngơi. Kể cả những cái giờ mà có vận động thể chất hay là thể lực ở trường thì cũng sẽ được điều chỉnh để làm sao cho các cháu nó ở trạng thái nó nghỉ ngơi thoải mái nhất và chúng ta cũng dễ dàng nhận ra dấu hiệu nhất. Các bác sĩ cũng khuyến cáo các gia đình cần phải chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ sau khi tiêm tại nhà, đặc biệt là với những trẻ nhỏ vì các cháu chưa thể kể các triệu chứng cụ thể cho bố mẹ. Đầu tiên là trẻ được theo dõi rất là sát sao 30 phút ngay tại điểm tiêm chủng. Sau đó thì theo dõi 24 tiếng sau tiêm tại nhà, rồi 3 ngày sau tiêm, 1 tuần sau tiêm và 28 ngày sau tiêm. Thì đấy là những cái mốc thời gian mà theo như thống kê và các dữ liệu thực nghiệm cũng như là thực tế cho thấy thì nếu có những cái
phản ứng sau tiêm hay là những cái biểu hiện về tai biến thì nó sẽ xuất hiện vào những cái thời điểm như vậy. Mặc dù trẻ 5 đến dưới 12 tuổi thì có thể nhỏ, chưa bày tỏ, chưa biểu lộ được những cái biểu hiện, nhưng nếu chúng ta quan sát thì chúng ta có thể nhận ra những cái dấu hiệu, những cái thay đổi. Thống kê của ngành y tế, hiện cả nước có khoảng 8,2 triệu trẻ từ 5 đến 11 tuổi chưa mắc COVID-19 và sẽ được tiêm chủng trong giai đoạn này. Hiện tại, các địa phương đang đồng loạt chuẩn bị tốt nhất để tiêm cho các bé. Riêng Hà Nội, tính đến ngày 19 tháng 4, đã tiêm được hơn 33.600 trẻ và chỉ ghi nhận 3 trẻ có phản ứng thông thường sau tiêm. Tối 20 tháng 4, theo giờ Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Argentina RTA đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực truyền hình trước sự chứng kiến của Đại sứ Argentina tại Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Argentina. Lễ ký kết được thực hiện theo phương thức trực tiếp và trực tuyến với hai đầu cầu ở Việt Nam và Argentina. Theo đó, VOV và RTA hợp tác triển khai trao đổi và đồng sản xuất các chương trình truyền hình về văn hóa, âm nhạc và du lịch. Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ khẳng định sự kiện này sẽ tạo khung pháp lý vững chắc, giúp mối quan hệ của hai cơ quan đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa hai đất nước. Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Benjamino đã gửi lời chúc mừng tới RTA và VOV vì đã quyết định tiếp tục hợp tác và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ bắt đầu từ năm 2019. Đồng thời khẳng định Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác trong thực hiện thỏa thuận vừa ký kết. Trước đó, vào năm 2019, VOV và Hệ thống Truyền thông và Thông tin Đại chúng Argentina đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát thanh, mở đường cho sự trao đổi rất hiệu quả các chương trình phát thanh giữa hai nước. Hôm qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Lassanawisit và Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ tư Ủy ban Hỗn hợp Thương mại Thái Lan-Việt Nam tại Bangkok nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Phiên họp lần này được tổ chức vào thời điểm Việt Nam và Thái Lan đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới, thích ứng an toàn với dịch bệnh, kinh tế đang được phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hậu COVID-19. Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều của Việt Nam và Thái Lan lên mức 25 tỷ đô la vào năm 2025 là hoàn toàn khả thi. Lãnh đạo hai nước đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phải đạt được kim ngạch hai chiều là 25 tỷ đô la. Trong khi đó thì ở thời điểm này là chúng ta đã đạt cái ngưỡng 18,8 tỷ đô. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là còn có 3 năm nữa mà phải nâng cái kim ngạch lên tới 7 tỷ đô la thì số ấy có vẻ lớn. Nhưng nếu mà nhìn vào cái cơ cấu ngành hàng, cơ cấu mặt hàng và tiềm năng của mỗi bên thì chúng tôi cho rằng là cái mục tiêu ấy hoàn toàn có thể thực hiện được. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng Thái Lan đảm nhận vai trò chủ tịch APEC 2022 với chủ đề rộng mở, kết nối, cân bằng và tin tưởng rằng Thái Lan sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho APEC 2022. Việt Nam cam kết ủng hộ tối đa các sáng kiến và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Thái Lan để năm APEC 2022 thành công tốt đẹp.